Phú Hẹn Hò rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Mong rằng ngày hôm nay hai cặp đôi sẽ đồng ý hẹn hò với nhau để họ có cơ hội tiến xa hơn nữa trong hôn nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hả Man? Còn mối tình thứ hai thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà khi đi để lại cho em lá thư, khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Mời bạn Nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Rồi xin mời bạn nữ, chúng ta có thể giới thiệu về sơ yếu lý lịch của mình. Cẩm Tú là tên một loài hoa, cũng là tên của em ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm việc một chuyên viên tư vấn ở bệnh viện Nhân Ái ạ. Em quê ở Quảng Bình ạ. Tư vấn về cái gì? Dạ em tư vấn cho những người bị nhiễm AIDS giai đoạn cuối ạ. Bây giờ mình nghe bạn trai mình giới thiệu nha. Em tên là Trường, em là kỹ sư phần mềm. Hiện em đang công tác tại Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai. Kỹ sư phần mềm, dạ. Nhưng công tác tại bệnh viện là như thế nào bạn? Dạ là em viết phần mềm cho bệnh viện. Tất cả liên quan tới phần mềm là em làm cả. Ôi, bạn nói bằng bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 30 tuổi. 30, chị, rồi. 29 gặp 30 cũng được. Rồi. Bạn có những cái điểm mạnh gì? Tâm lý và biết quan tâm chăm sóc bạn khác giới. Ví dụ vậy. Vậy sao? Ê. Dạ thì em cũng có ba mối tình, nhưng mà mối tình đầu em thì lúc đó còn học sinh, còn ngây dại. Mình bỏ qua mối tình học sinh đi. Dạ, còn mối tình thứ hai thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà bạn nữ thì vì chữ hiếu nên phải định cư Canada. Khi đi để lại cho em lá thư, khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Yeah. Coi như là lâm ly với đất. Dứt áo ra đi luôn ha. Em thuộc luôn lá thư đó luôn. Thuộc sao mà động một đoạn nào hay nhất cơ. Ông xã ơi, hãy để em gọi anh thật nhiều. Và sau năm này chỉ xem anh là một người bạn. Ông xã ơi, rồi cuối cùng là xem người bạn. Dạ. Rồi mối tình thứ ba sao bạn? Có lâm ly bi đát không? Mối tình thứ ba thì em quen tháng 5 năm rồi. Tưởng chừng như là cưới. Nhưng mà khi mà gặp hai bên gia đình thì gia đình bên kia nói chung là môn đăng hộ đối. Người ta không có muốn gia đình em xuất thân từ lao động. Tình yêu của họ không có lớn để đủ vượt qua cái khó khăn vậy. Bao năm rồi? Một năm rồi đó hả? Dạ, 30 tháng 4 vừa rồi là đám cưới người yêu cũ lại mời em đi đám cưới nữa. Trời ơi, cuộc đời anh này bi đát quá. Có khi nào mình khóc chưa bạn? Có rồi chị, em chùm khóc luôn mà. Rồi mấy lần vậy là bạn gái mình có dỗ mình không? Trời ơi, em bị người ta đá, em khóc mình, nó đâu có dỗ em đâu. Em có thích đàn ông khóc không? Em thích một người nào đó nam tính siêu ạ. Khóc đâu có liên quan gì đến nam tính thôi, em nam tính người ta vẫn khóc mà. Dạ, khóc thì ủy mị quá. Ủy mị quá hả? Dạ. Thế còn bạn thì sao, có bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có hai mối tình ạ, cũng tương đối dài, 3 năm ạ. Nhưng mà gặp nhau thì tương đối ít nên là không thể đến với nhau được. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Điềm đạm, trung thủy, không có gia trưởng, không có phụ thuộc lá. Bạn trai có gia trưởng không? Dạ em không có chị. Em quen bạn gái em cưng lắm, cưng như trứng vậy. Có hút thuốc lá không? Dạ không biết hút. Bạn có keo kiệt không? Em không có keo, em có nhiều. Chơi hết nhiều hả? Dạ, bị gái dụ là cho hết. Trời ơi. Yêu em nhõng nhẽo là em cũng chi hết. Hay và hát vào đó được á nha. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Cái quan trọng là biết yêu thương, là tiếp người của gia đình, biết lo lắng quan tâm là được. Bạn có cái điểm mạnh gì? Em cũng biết làm những công việc của đàn ông một tí xíu ạ. Ví dụ? Như là sửa điện, sửa nước rồi làm phụ hộ. Cái gì? Điện sửa nước làm phụ hộ. Dạ. Với một cái thân hình vóc dáng mảnh mai như thế này. Em từ nhỏ sống với mẹ, cuộc sống kinh tế cũng khó khăn ạ. Cái cụ nói nhỏ quá để anh qua anh nghe còn coi sao mà. Dạ em chào anh nhỉ. Sửa ống nước biết làm phụ hồ. À dạ. Anh bên đây anh dễ cảm động lắm. Bây giờ em cần gì ở người đàn ông nào? Dạ em cần một người để cảm thông, để chia sẻ. Bạn bên đây là cảm thông lắm, cảm tình lắm, cảm động lắm, chia sẻ lắm, chia đôi không? Tức là một người cảm động nhiều á, là người đó rất là chân thành. Dạ. Nhưng mà giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn, em phải lên đây chứ. Lấy liền không? Dạ lấy liền càng tốt ạ. Anh bên đây chắc cũng lấy liền, anh đây tình cảm lắm. Anh lấy liền hả? Em cũng chuẩn bị rồi hả? Em cũng chuẩn bị rồi đây. Gì? Là thiệp cưới em tự thiết kế. Trời. Cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trời ơi, gì vậy? Thiệp cưới Bạn Muốn Hẹn Hò luôn nè. Đâu được coi với. Trời ơi, có tên chị cô thiếu dâu. Tên cô dâu chị à? Trời đã định duyên đôi lứa, có thơ nữa, đọc đi. Trời ơi,
lễ tân hôn 2017. Thơ kìa, thơ bên kia. Trân trọng kính mời bạn muốn hẹn hò. Rồi, trời đã định xe duyên đôi lứa, trong muôn người anh lựa chọn em, là duyên là nợ êm đềm, tơ hồng xe kết bên thềm mùa xuân. Xin hỏi cái bài thơ này là em làm hay là em chế, anh lụm đâu ra? Em lụm trên mạng cái gì ơi. Hỏi đọc đi. Tưởng đâu thơ của đây là hỏi đọc đi. Trời ơi. Nhưng mà cái công sức em thiết kế là cái sự chân đúng thành rồi, đúng rồi. Tưởng thơ không làm đọc hỏi thì bởi vậy không đọc. Nói thôi chứ công sức làm cái thiệp này là cũng đẹp, có chủ đích rồi ha. Dạ, giờ là quyết chí đám cưới phải không? Dạ em để 2017 đó chị. Chỉ thiếu tên cô dâu nè. Rồi bây giờ đã có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ thì vốn cũng có ít đủ làm đám cưới. Lấy nhau về ở đâu? Quan trọng bạn nữ thôi, ở với mẹ em cũng được. Thích ở riêng thì mình sẽ kiếm chỗ nào đó mình ở gần đây tiện hai bên. Cũng lớn tuổi rồi, với lại cái quan điểm tình yêu của em á, cái gì đã bắt đầu thì em không bao giờ muốn kết thúc. Em không thích bị gãy gánh giữa đường. Nói chung là em định hướng đám cưới là vậy, em thiết kế trước cho em. Bạn không thích điểm gì á Ngượng gái? Bạn nói thủ tục xe xu lòe loẹt được, em không thích rồi đó. Ví dụ như nhộm tóc vàng khè em không thích. Em thấy với bạn bè em gái nó dữ lắm, nhậu ghê lắm. Thôi em chơi với bạn nhậu đi, nói thủ tục nhậu không? Đó rồi, bạn gái bên này có nhậu đó nha. Em nhậu khi mà trong công việc là cần phải giao tiếp thì là nhậu, nhưng mà nói chung là có kiểm soát ạ. Uống được mấy chai? Em cũng không biết bao nhiêu, nhưng mà khi uống á thì em cảm thấy như vậy là đủ rồi thì em dừng lại ạ. 10 không? Em cũng không có điểm ạ. Không có đếm có nghĩa là phải chục đủ lên. Bên kia cao thủ võ lâm rồi đó. Hôm nay bạn nữ có đi với người thân không bạn? Dạ hôm nay em đi với một đại gia đình T luôn ạ. Tuyên, Tuyến, Tú, Thắm. Dạ người dưới kia. Tuyên, Tuyến, Tú, Thắm, Tú. Đây là thắm, bạn của thắm. Em hay sao? Dạ bạn thân và bạn đồng nghiệp ạ. Chào các bạn thân và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào chị, em chào anh Quyền Linh. Em là bạn thân với Tú từ hồi nhỏ tới giờ, nhà hai đứa gần nhau. Em nói về Tú trước ha. Về Tú thì những cái tiêu chuẩn mà anh đặt ra về người bạn gái hay là người vợ tương lai của anh á, thì em thấy Tú là vượt quá những cái tiêu chí đó luôn á. Là một người phụ nữ dành cho gia đình, Tú thì rất là nhạy cảm. Nếu như khi mà Tú mà đang cảm xúc hay là nóng giận hay là có thái độ nó hơi ngoài tầm kiểm soát một chút xíu á, thì anh có thể nhún nhường á. Thì em nghĩ là hai người anh thì dễ nhịn bạn gái lắm. Bình thường anh cái gì anh cũng nhường trước hết á. Dạ nhường nhưng mà phải có một chút men nha anh. Đúng rồi, phải men 100%. Dạ, thì em nghĩ là mong hai người có một cái happy ending. Hay dạ. Quá. Thì cưới có sẵn rồi. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em chị. Dạ. Chào bác. Chào Quyền Linh với Cát Tường. Bác cảm thấy cháu gái đây rất là tốt. Nhưng mà bác cũng mong muốn là cháu gái làm sao nắm được thằng con trai bác, chứ đừng để nó nắm con. Thì bác không muốn vậy. Tại vì bác là phụ nữ, bác đã đời cả khổ rồi. Thì phải nắm thằng chồng mình, chứ đừng để thằng chồng mình nắm mình. Trời ơi, quá dữ. Em con rất là cảm ơn điều kiện bác dành cho con ạ. Con hy vọng con cũng sẽ nắm được anh ạ. Anh dễ lắm lắm. Có một người mẹ chồng như vậy thì quá tuyệt quá vời, tuyệt vời luôn. Thôi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt đi. Dạ em cảm ơn ạ. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Yêu là phải chung thủy, yêu là phải cưới liền tay ạ. À thì anh cũng vậy, cưới vợ cưới liền tay để lâu ngày anh hôi ê. Cái gì hôi ê? Từ anh dễ lắm, em nắm anh chỗ nào cũng được hết. Hả? Ủa em làm ở đâu em? Dạ hiện tại em đang làm ở tỉnh Bình Phước ạ. Vậy thí dụ quen nhau thì làm sao? Dạ thì em tính đi ạ. Vậy không lẽ mình chạy lên, anh chạy lên Phước người ta thăm em à? Rồi. Dạ không lẽ. Không phải. Chứ không lẽ người ta chạy xuống. Không nhưng mà